Hello, công ty xin kính chào tất cả bà con và anh chị em. Công ty được phép xin kính chúc quý bà con và anh chị em ngày cuối tuần có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay công ty sẽ đến với bà con và anh chị em live stream này với nội dung chia sẻ một thông tin chung quanh về sản xuất nông nghiệp. Bà con và anh chị em nếu trực tiếp tham gia live stream này với công ty, nếu có thông tin gì và tức là nếu có thông tin gì mà bà con và anh chị em muốn hỏi và để giải thích, thì nếu cái gì công ty trả lời được thì công ty thì xin trả lời cùng bà con và các bạn. Các bạn hãy để bình luận dưới live stream của công ty, rồi công ty sẽ trả lời trực tiếp cùng bà con và các bạn. Bà con và các bạn thân mến, thì công ty là như bà con và các bạn đã biết, công ty là chủ cơ sở sản xuất phân trùng quế và các sản phẩm trùng quế ở tại địa chỉ xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Xin kính chào Minh Nguyệt. Minh Nguyệt Nguyễn Thị, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi live stream của công ty hôm nay. Tức là anh Quý Sửu, và rất cảm ơn, tức là anh Quý Sửu là thường xuyên tham gia theo dõi live stream của công ty. Và xin kính chào tất cả bà con và anh chị em. Như công ty đã giới thiệu vừa rồi, tức là công ty là chủ cơ sở sản xuất phân hữu cơ trùng quế và các sản phẩm trùng quế, như là trùng quế sinh khối, tức là trùng quế giống, trùng quế tinh, trùng quế đông lạnh, trùng quế sấy khô, dịch trùng quế, vân vân. Tức là sản phẩm của công ty tức là ship toàn quốc. Bà con và các bạn nếu quan tâm thì hãy nhắn tin tương tác cùng công ty, thì sản phẩm của công ty sẽ gửi tặng đến bà con và anh chị em. Hiện nay là sản phẩm của công ty ngoài là gửi gián tiếp đi cho các bạn ở tỉnh Quảng Ngãi, công ty đã có một số cơ sở ở tại thành phố Quảng Ngãi. Và tức là công ty đã tổ chức một số điểm phục vụ bà con với sản phẩm của mình tại một số điểm như sau. Tức là bà con chú ý là Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Sơn Tịnh, là ngay cửa hàng dịch vụ của trung tâm. Xin cảm ơn anh Quyên Bùi, Nguyễn Đức, Sa Huỳnh, vân vân, rất cảm ơn các bạn. Tức là hiện nay sản phẩm của cơ sở công ty đã có mặt tại cửa hàng của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Sơn Tịnh, tức là ở quốc lộ 24B, ở xã Tịnh Ám Tây, thành phố Quảng Ngãi. Tức là ngay ngã ba làng nghề, vâng, tức là ngay ngã ba làng nghề. Và điểm thứ hai là chỗ cửa hàng dịch vụ vật tư nông nghiệp Anh Đấu, tức là Anh Đấu ngay đầu cầu phía Bắc, cầu Trà Khúc 2. Cửa hàng dịch vụ nông nghiệp Anh Đấu, bờ Bắc, cầu Trà Khúc 2, thành phố Quảng Ngãi. Và điểm thứ ba là hẻm 86 nhà Thiên Thảo, tức là hẻm 86 đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trạm, thành phố Quảng Ngãi.
Nếu các bạn ở khu vực thành phố Quảng Ngãi thì có thể liên hệ, vâng, tức là liên hệ đến những cái địa điểm này, tức là ba địa điểm ở thành phố Quảng Ngãi. Một địa điểm là ở tỉnh Ấn Tây, một địa điểm là cầu Trà Khúc 2 bờ Bắc, điểm thứ ba là hẻm 86, Nguyễn Văn Linh, thành phố Quảng Ngãi. Như bà con và các bạn đã biết, hiện nay nhà nước ta đã khuyến khích nông dân là sản xuất và sử dụng sản phẩm sạch, tức là ở cái độ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đấy, thành ra là sản phẩm phân trùng quế là một cái giải pháp rất là tối ưu trong vấn đề sản xuất ra những sản phẩm sạch, ví dụ như là rau củ quả. Xin cảm ơn chị Trương Hồng Thị ở thành phố Vinh, Nghệ An, một bà chị con của ông cậu ruột đang ở thành phố Vinh cũng đang theo dõi live stream này. Rất cảm ơn chị. Chúc chị mợ và các anh các chị được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc ạ. Em rất cảm ơn chị. Hồ Diệp, Hồ Diệp cũng đang theo dõi live stream của Công Lê. Thì như các bạn đã biết, đó là sản phẩm sạch, thực phẩm sạch, rau sạch, củ quả sạch là một cái giải pháp tối ưu mà từng người của chúng ta ai cũng mong muốn, và nhà nước cũng đang là khuyến khích là nông dân là sản xuất và sử dụng cái thực phẩm sạch. Mà để có được một cái sản phẩm sạch thì ngoài yếu tố khác, một yếu tố quan trọng đó là phân bón. Vâng, đây là phân bón. Lâu nay là theo tập quán sản xuất của nhân dân đó, của bà con là hay dùng cái phân vô cơ, tức là phân hóa học. Tại vì chúng ta làm phân hóa học thì sản phẩm của chúng ta là nhanh tốt, màu mè đẹp. Nhưng ngược lại là sản phẩm không thể nấu sạch. Tức là khi phân hóa học chúng ta bón cho các loại cây rồng thì cây chưa có thể mà giải phóng hết những chất độc hại trong phân. Thành ra là cái độ an toàn của những sản phẩm mà dùng phân hóa học thì không đảm bảo. Muốn không muốn thì ít nhiều cũng vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Thế cho nên là nhà nước đang khuyến khích là sản xuất là rau củ quả sạch, thực phẩm sạch, tức là nông nghiệp hữu cơ. Thành ra là sản phẩm của cơ sở sản xuất Công Lê cũng đã một phần, và cũng đã một phần đem lại đáp ứng được cái nhu cầu của bà con, nhất là bà con ở gần xung quanh tỉnh Quảng Ngãi. Có rất nhiều anh chị em cán bộ công nhân viên ở các cơ quan ở thành phố Quảng Ngãi vẫn liên hệ sử dụng phân của Công Lê để sản xuất rau sạch trong không gian không được nhiều, ví dụ như bà con làm ở trong hai chậu thùng xốp vân vân. Địa điểm của cơ sở Công Lê là, như Công Lê đã nói, là cách thành phố Quảng Ngãi chừng 20 cây số về phía tây, tức là đường đi đường quốc lộ 24 đi Sơn Hà, tức là từ vòng xoay Sơn Tịnh cũ chạy đi đường Sơn Hà có tầm 20 cây số, ngay chỗ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Đông. Tức là cơ sở của Công Lê là ở tại trụ sở, gần trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Đông. Nếu bà con và anh chị em cần sẽ đến cơ sở của Công Lê, Công Lê sẽ tiếp đón nồng nhiệt, và nếu cần chia sẻ thông tin gì thì Công Lê cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ cùng bà con và các bạn. Còn khách hàng, bà con anh chị em ở khu vực thành phố Quảng Ngãi thì muốn liên hệ sản phẩm của Công Lê thì đến những địa điểm mà Công Lê đã giới thiệu trên. Kính thưa bà con và các bạn,
tức là con trùng quế. Thì ngoài cái phân thì cái con trùng quế là chúng ta sử dụng trong vấn đề chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, gà vịt. Chúng ta mà nếu mà bà con mà tận dụng được thời gian rảnh rỗi hoặc là những cái chỗ có không gian nhỏ hẹp nào đó mà nuôi được cái trùng quế thì cái chất lượng con vật nuôi của chúng ta chất lượng con vật nuôi là hơn hẳn. Một con gà, một con vịt một ngày tính chừng cỡ ăn chừng cỡ 5-6 trong 6 con trùng thì con gà con vịt của chúng ta là cái đề kháng rất mạnh, rất mạnh, tức là hạn chế tối đa được cái dịch bệnh đối với gia súc gia cầm. Hàm lượng protein trong trùng quế chiếm từ 68-70%. Đấy, đây là hàm lượng protein, là đạm ấy, đây là có trong cái thân trùng quế là từ 68-70%. Chất béo đó là lipid ấy, từ 7-8%. Chất đường là từ 12-14%. Tro là từ 11-12%. Đặc biệt trong trùng quế là có chất đạm rất cao, đó là 68-70%. Thì một con gà con vịt ăn một ngày cả năm con trùng quế thì đủ đạm cần thiết, đủ đạm cần thiết cho con nuôi. Do có hàm lượng đạm cao nên trùng quế được xem là nguồn dinh dưỡng bổ sung quý giá cho các loại gia súc, gia cầm, thủy sản. Vâng, đây là do cái có hàm lượng đạm cao cho nên là bổ sung rất tốt cái lượng đạm cần thiết cho các loại gia súc, gia cầm, thủy sản. Thủy sản ví dụ như là bà con là ở dưới khu vực Tịnh Khê của thành phố Quảng Ngãi cũng sử dụng nhiều để chăn nuôi tôm. Phải có một số bạn ở Đà Nẵng cũng đang liên hệ với công lê, tức là bạn hàng mới đây, tức là cũng đi cung cấp cái trùng sinh đó, trùng đông lạnh để nuôi tôm. Thì tôm ăn là trùng quế là tôm rất nhanh lớn và đề kháng tương đối là tốt. Châu Thanh, Nga Bùi, Châu Thanh, Nguyễn Quyền. Vâng, cảm ơn các bạn đang theo dõi live stream. Nếu cần gì thì các bạn cứ comment hoặc là nhắn tin công ty sẽ giải đáp yêu cầu của các bạn. Tức là ngoài cái trùng quế, ngoài vấn đề chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, dung quế còn được dùng trong y học, tức là chế biến trong dược liệu, rồi là công nghệ chế biến thức ăn gia súc gia cầm, như trong thức ăn gia súc gia cầm mà như cấm bình thường bà con đang dùng cấm công nghiệp vẫn có một tỷ lệ nhất định trong cấm dung quế vẫn có tỷ lệ, nhưng mà tỷ lệ thấp thôi. Khi mình trực tiếp mình sản xuất ra hoặc là mình cho ăn thì tỷ lệ mới đủ được. Chứ còn các cái nhà sản xuất, các công ty có nhà máy sản xuất thì người ta chỉ pha chế tỷ lệ nó khiêm tốn thôi, chứ không có nhiều, không có nhiều. Nhưng mà trong cấm vẫn có tỷ lệ trùng quế. Lê Đào, vâng, cảm ơn bạn Lê Đào cũng cùng họ với công lê đó. Lê Đào đang xem live stream, rất cảm ơn bạn. Sau đây công lê cũng xin chia sẻ thêm vài nét về cái đặc tính, cái cấu tạo của con dung quế. Cũng rất nhiều bạn ấy, là cũng lung túng là chưa hình dung được con dung quế như thế nào. Đây có rất nhiều bạn thì hỏi công lê đến trang trại của công lê thì các bạn cũng chưa biết con dung quế là như thế nào. Thậm chí có nhiều bạn trẻ hỏi là tại sao là đặt cái tên dung quế chú ơi. Cho nên cũng nhiều cái là các bạn trẻ, chắc là các bạn trẻ là chưa hiểu nhiều về cái con dung quế. Tức là dung á, là có rất nhiều, tức là khoa học người ta đã tính là có
trên 180 loài dung. Đấy các bạn, đó là 180 loài. Nhưng mà dung quế là một loại dung được thuần hóa. Và đó là dung quế là một loại dung được thuần hóa, sinh sống và phát triển ở những nơi ẩm thấp. Cái chó như vậy là cái độ ẩm cao, ẩm thấp, mát mẻ. Dung quế là đặc biệt là ăn nhanh và sinh sản là cực kỳ nhanh. Người ta tính là cứ một cặp dung trưởng thành thì một năm có thể cho ra từ 1.000 đến 1.500 cá thể dung. Một cặp dung, tức là dung là lưỡng tính, tức là một cặp dung trưởng thành là một năm có thể cho ra từ 1.000 đến 1.500 cá thể dung. Dung là có màu đỏ, có nơi còn gọi là dung đỏ đấy. Còn có một số dân bà con ở đồng bằng sông Cửu Long, Nam Bộ, người ta ví là dung này cũng rồng, tức là bà con bảo là rồng đất. Vâng, cái này rồng đất. Đường kính của dung thường là 0.1 đến 0.2 cm. Tức là con trưởng thành đó, chiều dài từ 10 đến 15 cm. Chiều dài khi dung trưởng thành thì có khoảng chiều dài cả từ 10 đến 15 cm. Thức ăn chính của dung, thức ăn ở dung là phải khảo lại phân gia súc gia cầm, ví dụ như là phân trâu, phân bò, phân dê, phân heo, phân gà, vân vân, phân thỏ. Nói chung là khoái khảo của dung quế là các loại phân á, phân thải của gia súc gia cầm, rồi là cỏ, rác mục, hoặc là đặc biệt là ở các khu chợ đấy. Các khu chợ thì tổ chức và có nhiều cá nhân bà con này dùng cái dung quế là để sử dụng cái chất thải ngoài chợ, những khu công nghiệp ấy. Chất thải như là rau củ quả mục hư đấy, thì như bà con tận dụng cái đó là cho dung quế ăn, tức là rất là tiết kiệm, đồng thời nữa là xử lý được cái nạn ô nhiễm môi trường ở các khu tập trung đấy. Cái điều kiện nuôi thì nó rất nhiều cách nuôi. Ví dụ như nuôi quy mô thì có thể là làm chuồng trại kiên cố. Còn có một số bà con, anh chị em ở những khu thành phố lớn ở sân thượng thì có thể là nuôi ở trong thùng xốp, khay, chậu, không gian nhỏ để là cho cá cảnh và ăn. Thì bà con có thể là nuôi ở những cái trường hợp như vậy. Cảm ơn Thu Thủy này, Thu Thủy Hoàng Phi, Hoàng Phi cũng đang theo dõi Lê Trinh. Rồi, tức là trên đây là Công Lê đã đến cùng bà con và các bạn một ly tim, tức là giới thiệu bài nhé về phân trùng quế, cơ sở của Công Lê và cấu tạo của đặc điểm của con trùng quế. Nếu bà con và các bạn có nhu cầu gì thì nhắn tin Công Lê sẽ đáp ứng. Và đặc biệt có nhiều bà con là ngại đến cơ sở Công Lê là sợ là Công Lê không chia sẻ kinh nghiệm, nhưng ở đây là Công Lê sẵn sàng, tức là ngoài cung cấp những cái sản phẩm đấy, nếu bà con nông dân, các bạn trẻ muốn chia sẻ kinh nghiệm để cùng làm phát triển kinh tế gia đình thì Công Lê sẵn sàng giúp đỡ bà con và các bạn. Tự nhiên không ngại ngùng hết cả. Công Lê là không bao giờ giấu nghề. Đấy, không bao giờ giấu nghề. Thật ra các bạn cần sản phẩm hoặc là chia sẻ kinh nghiệm gì thì hãy đến với Công Lê qua số điện thoại. Số điện thoại Công Lê là 0832 660 615, 0832 660 615. Zalo. Địa chỉ email là kho phân trùng quế@gmail.com. Website www.kho phân trùng quế.com. Xin kính chào bà con và các bạn.